Xin chào tất cả các em học sinh. Rất vui khi được đồng hành cùng các em. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục giải cho các em đề thi Trung học phổ thông quốc gia môn toán. Chuyên đề ngày hôm nay thầy muốn gửi đến cho các em là tổ hợp xác suất. Chuyên đề này nằm ở kiến thức lớp 11. Được, như vậy thầy đã giúp cho các em xong 7 chuyên đề của lớp 12. Mặc dù mang tiếng là 7 chuyên đề của lớp 12 nhưng nó vẫn dính đến lớp 10 và lớp 11 ở trong 7 chuyên đề này nhé. Rồi, tổ hợp xác suất thì bắt đầu xuất hiện ở năm 2018. Được không? Năm 2018 với 4 câu. Năm 2019 2 câu. Và năm nay 2020 là sẽ 2 câu. Chúng ta cùng nhau đến với nội dung bài học. Chuyên đề số 8 là tổ hợp xác suất. Là một chuyên đề cũng cần phải đầu tư. Đầu tiên là sẽ là đề minh họa năm 2018, 2017 chưa có nhé, 2017 chưa có. Bắt đầu ở câu số 3, cho tập hợp M có 10 phần tử, số tập con G 2 phần tử của M là có 10 phần tử mà bây giờ mình sẽ phải kiếm những cái tập mà có 2 phần tử, hay nói cách khác là sẽ chọn 2 phần tử trong 10 phần tử bất kỳ, được không? Chọn 2 phần tử trong 10 phần tử bất kỳ là C. Được không? Đó chính là câu C. Chọn là C nhé. Chọn là chữ cờ nè. Chọn 2 trong 10 sẽ là C. Được không? Vừa chọn vừa xếp sẽ là A nha. Vừa chọn vừa xếp sẽ là A. Nhớ nha. Rồi. Câu tiếp theo sẽ là câu 23. Một hộp chứa 11 quả cầu gồm 5 xanh, 6 đỏ. Chọn ngẫu nhiên đồng thời 2 quả cầu từ hộp đó, tính xác suất để quả cầu chọn ra cùng màu. Câu số 2. Cái hộp này sẽ gồm có là 11 quả cầu là 5 xanh và 6 đỏ. 5 xanh 6 đỏ. Bây giờ nó là chọn ngẫu nhiên đồng thời 2 quả cầu. Như vậy không gian mẫu của chúng ta sẽ là chọn là C. 2 quả cầu trên 11 quả cầu. Được không? Rồi, xác suất để hai quả cầu được chọn ra cùng màu. Biến cố A nè, omega A. Omega A bằng hai phần tử hai quả cầu cùng màu thì có thể cùng màu xanh là C25 hoặc là cộng nhé. Hoặc là cùng màu đỏ là C26. Được không? Cả hai màu xanh, cả hai màu đỏ. Như vậy xác suất BA của thầy sẽ là C25 cộng với C26 chia cho C210 11. Em máy tính bấm thằng này là xong. Năm ship C2 cộng 6 ship C2 chia 11 ship C2. Rồi bấm như thế này nhé. Bấm số lớn trước, 5 C2 cộng 6 C2 chia 11 C2. Kết quả ra 5/11, được không? 5/11, như vậy đáp án của câu này sẽ là câu C. Rồi, đây là một câu hỏi của nhị thức Newton nhé. Như vậy trong phần tổ hợp xác suất chúng ta có nhị thức Newton. Với N là số nguyên dương thỏa mãn, C1N cộng C2N bằng 55. Số hạng không chứa x trong khai triển x mũ 3 cộng 2 phần x bình tất cả mũ n bằng. Rồi đầu tiên chúng ta phải tìm n nha. Để tìm n thì chúng ta có thể sử dụng Casio trong tình huống này. Bằng cách chức năng là mod 7, tại vì n là nguyên dương. Mở mod 7 ra. Nhập fx vô. X ship C. X ship C1 cộng x ship C2 trừ đi cho 55. Nhập như thế này nhé. Alpha x ship C1 cộng alpha x ship C2 trừ cho 55 bằng gx bỏ qua ha. Vì nó là số nguyên dương cho nên bắt đầu là 1. Kết thúc là cho là 19. Được không? Vì là số nguyên cho nên step là 1. Rồi bây giờ tìm cái kết quả bằng 0 thôi. Giờ bên này nè. Nhìn dưới đây này nha. Đấy, thấy 0 chưa? Thấy 0 chưa? Được không? Fx bằng 0 khi x bằng 10, hay nói khác là n bằng 10 nhé. Rồi n bằng 10. N bằng 10 thì điều gì sẽ xảy ra?
n bằng 10 thì cái biểu thức của thầy sẽ là x mũ 3 cộng 2 phần x bình tất cả mũ, mũ 10. Được không? Đây là nhị thức Newton. Nhị là 2 á, mũ 10. Rồi, bây giờ tìm số hạng tổng quát nhé. Số hạng tổng quát là CK n là CK 10. Được không? Nhân với lại A mũ N trừ K là 10 trừ K. Và nhân với lại là B mũ K. Được không? K là một cái số gì đó chạy từ 0 đến 10 ha. K là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chưa biết. Đây là số hạng tổng quát nha. Số hạng tổng quát. Được không? Bây giờ cái phần nào có số sẽ đem ra trước là CK 10. Rồi 2 mũ K. Được không? Phần nào có biến thì sẽ đem ra sau. X mũ 3 mà thêm 10 trừ K nữa là X mũ 30 trừ 3K. Được không? 30 trừ 3K được không? Rồi. X mũ 2 mà thêm mũ K nên là X mũ 2K. Nhân nhé. Nhân. Đây nè. Công thức nè. A mũ M tất cả mũ N. Thì bằng A mũ M nhân. Nhân N. Được không? Rồi. Ổn không? Rồi rút gọn thêm nhé, rút gọn thêm. CK10 viết lại nè, 2 mũ K viết lại nè. Được không? Chia hai lũy thừa cùng cơ số, ta lấy số mũ trừ số, trừ số mũ. X mũ 30 trừ 3K trừ thêm 2K nó là trừ 5K. Được không? Người ta bảo rằng là tìm số hạng 0 chứ x. 0 chứ x có nghĩa là x mũ 0 á, x mũ 0 thì bằng bằng 1, được không? Gọi là 0 chứ x là mất x á. Như vậy từ đó thầy suy ra là 30 trừ 5K phải bằng bằng 0. X mũ 0 bằng 1 nè. Được không? Tương đương K bằng 6. Ổn không? K bằng 6. Như vậy số hạng 0 chứ x sẽ là C6 10 2 mũ 6. Còn thằng này x mũ 0 bằng 1 là khỏi tính rồi nè. Như vậy nó là C6 10 2 mũ 6 10 ship C6 nhân 2 mũ 6 1344 đây 13440 13440 đáp án là câu D nhị thức Newton nhé. Rồi có một cái câu nó sẽ khó nha. 2018 thì sẽ có 3 câu dễ và một câu khó, đó là câu số 4. Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm có 2 học sinh lớp 12A, 3 học sinh lớp 12B và 5 học sinh lớp 12C thành một hàng ngang. Tính xác suất để 10 học sinh nói trên không có 2 đứa nào cùng lớp được đứng cạnh nhau. Cùng lớp không cho đứng cạnh nhau. Giờ làm không gian mẫu trước nha. Không gian mẫu là 10 đứa ha, 10 đứa xếp thành hàng ngang và 10 đứa này có thể đổi chỗ cho nhau bất kỳ thì nó là hóng vị, là 10 giai thừa. Được không? Được không? Chọn là C, chọn và xếp là A. Còn hóng vị đổi chỗ cho nhau là 10 giai thừa. Được không? Là giai thừa. Rồi. Bây giờ xếp thành hàng ngang. Bây giờ rối quá không biết sao hết, bây giờ sẽ chia trường hợp đi ha. Trường hợp 1. Vị nó ra. Đủ 10 ô. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 rồi. Bỏ mất ô này nhé. Tại vì hơi dư rồi. Ổn không? Rồi, vị hơi dư. Bây giờ cái lớp nào nhiều nhất? Lớp 12C có tới 5 đứa, xếp lớp C trước. Thằng này nhiều xếp trước. Không được đứng cạnh nhau, không đứng cạnh nhau, không cho đứng cạnh nhau, không cho đứng cạnh nhau, không cho đứng cạnh nhau, được không? Được không? Ổn không? Rồi, như vậy lớp 12C thì 5 đứa này có thể đổi chỗ cho nhau, đúng không? Có thể đổi chỗ quay lại, như vậy nó là 5 giai. 5 giai thừa. Hình dung được không? 5 giai thừa nha. Bây giờ lớp A với lớp B. Lớp A là có 2 đứa, còn lớp B là có 3 đứa. Có 1, 2, 3, 4, 5. À, 5 đứa còn lại cho vô 5 chỗ này là sẽ không đứng cạnh nhau ngay. Tại vì mấy đứa C nó ngăn cách rồi. Được không? Là thêm 5 giai thừa nữa.
Rồi 5 đứa lớp A, xin lỗi, 5 đứa lớp A và B bỏ vô, có thể đổi chỗ cho nhau bất kỳ. Như vậy là 5 giao thừa. Ổn không? Trường hợp 2. Trường hợp 2 vẽ ra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, chỗ cuối cùng rộng quá ha. Rồi, tiếp theo là cứ cho thằng C nó đứng đầu đi đã. Tiếp theo là thằng C vẫn đứng 2. Thằng C này vẫn đứng. Nhưng mà thằng C này nó cho thể vô đây. Đấy, không cạnh nhau. Ổn không? Đổi chỗ cho thằng C này nè. Rồi, lớp C thì vẫn là 5 giây. 5 giây thừa. Còn lớp A, lớp B bạn xếp đại vô. Nhiều khi hai thằng lớp A nó là vô chỗ này, hai thằng lớp B này vô chỗ này, được không? Bây giờ chọn hai chỗ này trước nhé. Cho một thằng lớp A, chọn một thằng lớp A vô. Rồi gì nữa? Một thằng lớp lớp B vô, được không? Và mấy cái đứa lớp A này có thể đổi chỗ cho nhau không? Mấy đứa lớp A này có thể đổi chỗ cho nhau không? Có, là hai giây thừa. Mấy đứa lớp B này có thể đổi chỗ cho nhau không? Có, là ba giây thừa. Hình dung được không? Rồi, trường hợp số 3 có khá nhiều trường hợp, nhưng mà chúng ta biết chắc chắn chúng ta sẽ làm được, đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, bây giờ xét tình huống này đi. Vẫn là C nha. Rồi C. Rồi không cho C đứng đây nữa, cho C này lên, tiến lên bậc. Đấy, được không? Cái này nó giống cái này không? Được không? Thằng này giống trường hợp 2. Đúng không? Y hệt chứ gì? Đầu tiên là 5 đứa lớp C là 5 giai thừa nè. Chọn một thằng lớp A vô, chọn một thằng lớp B vô, hoán vị chỗ cho lớp A, hoán vị chỗ cho lớp B. Được không? Lớp A là 2 đứa đúng không? Lớp B là 3 đứa. Rồi, nhớ rồi. Trường hợp 4. Không biết có mấy trường hợp nữa. Nhưng mà vô thi mà làm được là mừng rồi đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C nè. Rồi C nè. Cắt thằng này ra. C. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đúng rồi. À, xin lỗi, thằng này không phải là C. Thằng này là C nè. Này C nè. C và C. Rồi, trường hợp này nó lại giống ở trên. 5 thằng lớp C nó lại sao? Đổi chỗ cho nhau. Một đứa lớp A, một đứa lớp B. A, B đổi chỗ. Đây là giống trường hợp. Trường hợp 3. Nha, giống trường hợp 3, giống trường hợp 2 luôn á. Giống trường hợp 2. Giống trường hợp 2 đây. Rồi, tiếp theo là trường hợp 4. Trường hợp 5 rồi đúng không? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Lớp C nè. Cho này cắt ra C. Thằng này cũng giống như trường hợp. Giống trường hợp 2 luôn. Được không? Ổn không? Giống trường hợp 2 y hệt chứ gì? Hai thằng này giống như 5 thằng lớp C đổi chỗ cho nhau là 5 giây thừa nè. Chọn một lớp A, chọn một lớp B. Lớp A có thể đổi chỗ, lớp B có thể đổi chỗ. Ổn không? Trường hợp 6. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. C và C. Được không? Thằng này tiến lên rồi. Này là 5 giây thừa. Khi đó nó tạo ra 5 chỗ trống thì 5 thằng còn lại bỏ vô. 5 giây thừa. Hết rồi đúng không? Còn gì nữa không? Rồi hết rồi. Như bấm máy thôi. Chúng ta có 5 giây thừa nè. Nhân 5 giây thừa. Và nhân thêm 2. Nhân thêm 2 có nghĩa là trường hợp 1 và trường hợp 6 nhé. Được không? Rồi, chúng ta sẽ có tiếp theo là cộng với 5 giây thừa.
cộng với 5 giao thừa nhân với lại C12 2 shift C1 nhân 3 shift C1 nhân 2 giao thừa nhân 3 giao thừa và nhân với 1, 2, 3, 4 à, 4 trường hợp này giống nhau, nhân thêm số 4 nữa được không? Rồi, hy vọng là ok. Là 63360 63360 em đi chia cho 10 giao thừa thì sẽ ra xác suất 11/630. À, rất mừng có đáp số rồi, đó chính là 11/630. Ok chưa? Ok không? Như vậy là đề Minh Họa năm 2018 đến đây là kết thúc.